họ tên Trương Chí Tài, giới tính nam, gốc Hòa Hảo, nghề nghiệp làm thuê. Có lẽ không đợi đến khi chiếc còng số 8 bập vào tay, Trương Chí Tài, 30 tuổi, cũng đã hiểu hậu quả tai hại do hành vi của mình gây ra. Trương Chí Tài nằm trong đường dây tổ chức cho 9 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam qua địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang vào ngày 23 tháng 12 năm 2020. Những người này có liên quan đến bệnh nhân 1440 mắc Covid-19. Chiều 9 tháng 1 năm 2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tài để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Cùng bị bắt giữ với Tài còn có Lê Văn Dinh, tên thường gọi là Hiền, 31 tuổi. Trong đường dây đưa người nhập cảnh trái phép này, Tài và Dinh có vai trò đón khách từ bến sông, sau đó trở về điểm hẹn. Ngoài ra, cơ quan an ninh điều tra còn xác định Tài và Dinh còn đóng vai trò canh đường nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Trong nhóm 9 người nhập cảnh trái phép này, có 6 người được đưa lên ô tô đi về tỉnh Long An và lên thành phố Hồ Chí Minh, 3 người còn lại đi thành phố Châu Đốc và cũng lên thành phố Hồ Chí Minh. Trong số này có 4 trường hợp mắc bệnh Covid-19, bao gồm các bệnh nhân 1440, 1451, 1452 và 1453. Đến nay, Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam 5 người trong đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bao gồm Phan Phi Hùng, Trương Chí Tài, Lê Văn Dinh, Phạm Thanh Hập và Trang Văn Úc, để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.